Xin chào các bạn, để cho chúng ta được những bức ảnh đẹp thì đèn flash là điều vô cùng quan trọng. Để sở hữu một chiếc đèn flash thì ngày nay không còn là điều khó khăn nữa. Ngày hôm nay iCamera xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một sản phẩm mới, đó chính là chiếc đèn flash TT600. Chiếc đèn này đến từ nhà sản xuất Godox. Và trên tay mình đây, đây chính là con đèn mà mình muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn. Vẫn như những cái loại đèn flash khác thôi, chiếc đèn này với giá rất là bình dân. Vỏ ngoài của nó được thiết kế đóng hộp rất là gọn, với kích thước đó là tầm 15, chiều dài tầm 15cm và chiều rộng là tầm 10cm. Hai màu chủ đạo chính đó là màu trắng và màu da cam. Ở con đèn flash Godox TT600 này thì có rất là nhiều những cái chức năng mà những đèn flash Godox khác nó có, với một đặc điểm là giá rất là mềm, giá rất là bình dân. Và đây chính là những cái chức năng quan trọng của chiếc đèn TT600 này, mình xin giới thiệu qua để các bạn có thể thấy được. Đầu tiên đây, đó chính là thông số guide number, đó là 60. Con flash này có chế độ zoom 20-200mm, chụp tốc độ cao 1/8000 giây. Tốc độ hồi đèn đó là xấp xỉ từ 0.1 đến 2.6 giây. Nó có tích hợp khả năng phát sóng radio với tần số là 2.4 GHz, có chế độ chụp multi. Con đèn flash này có thể làm đèn master, đèn chính hoặc là đèn nhại, đèn phụ. Nó có một chiếc màn hình LCD, mình cũng chưa biết là nó tầm bao nhiêu inch. Một lát nữa mình sẽ mở ra để các bạn có thể thấy được. Ở đây nó có một cái cổng sạc để các bạn có thể sử dụng những cái viên pin nó có hiệu suất lớn hơn. Pin chính của nó đó là pin 2A, nó sử dụng 4 viên. Đây là cái chiều xoay của cổ đèn, nó từ 0 đến 360 độ, nó xoay tròn được 360 độ. Và cái phần gập lên xuống nó từ -7 độ đến 90 độ. Đó, đó là điểm qua một số những thông số chính của con đèn này. Với kích thước mình nghĩ nó rơi vào khoảng tầm 500g thôi, nó rất là nhẹ. Rồi bây giờ mình sẽ bóc hộp thử để các bạn có thể thấy được bên trong sản phẩm của chúng ta như thế nào. Vâng, và đây là chính là nhân vật chính của chúng ta. Phụ kiện đi kèm theo đó chắc chắn là một cái đế gài. Với cái đế gài này các bạn có thể gài đèn flash, có thể đặt lên trên bàn này, hoặc không chúng ta có thể đặt lên được những cái chiếc chân trên đèn. Nó có một cái đầu ốc 1/4 để chúng ta có thể gài lên chân. Phụ kiện rất là gọn nhẹ. Đây, sơ qua về cái phần sản phẩm của chúng ta. Và đây là sản phẩm chính của chúng ta, TT600, được in nổi bật ở trên thân đèn. Đó, chất liệu đó là nhựa nhãn. Kích thước như mình đã nói đó là rơi vào khoảng tầm 500g thôi, rất là nhẹ. Màu đen phổ biến. Đó, ở phần bên hông trái các bạn có thể thấy được, ở đây nó có một cái cổng. Thứ nhất đó là cổng rắc tròn rắc 3.5 này này, đây là cổng để các bạn có thể gắn trigger kết nối với đèn. Thứ hai đây là một cổng để các bạn có thể điều khiển đèn từ xa. Phần hông phải đó chính là khay chứa pin. Để mở khay chứa pin các bạn dùng tay ấn nhẹ xuống rồi trượt xuống. Nó sử dụng 4 viên pin AA, 4 viên pin 2A. Rồi mặt trước có một màn hình chính khoảng tầm 2 inch và một số những cái nút bấm tìm bấm chức năng điều chỉnh. Phần đế dưới các bạn có thể thấy một cái đế gài hot shoe, các bạn có thể gài lên trên những cái đầu đèn, quên đầu máy ảnh. Có một cái khóa, chốt khóa. Rồi. Về phần mặt trên là có một rắc. Cái rắc này có tác dụng
để các bạn có thể sử dụng những cái loại pin ngoài có hiệu suất lớn hơn, việc sử dụng đèn được lâu hơn. Rất là đơn giản. Rồi, phần trên nắp luôn luôn có một nắp phản sáng. Đó. Ok, và bây giờ mình sẽ chụp thử chiếc đèn flash này để các bạn có thể thấy được chất lượng ánh sáng của nó như thế nào. Với khả năng xoay 360 độ, đây các bạn có thể thấy được, đó là 360 độ chứ không phải là 270 độ như những cái đèn thông thường đó. Và độ gập của đèn là từ âm 7 độ cho tới 90 độ. Rồi, các bạn hãy cùng trải nghiệm xem những cái bức ảnh mà mình đã chụp bằng chiếc đèn flash này. Và để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là đặt mua sản phẩm, các bạn vui lòng truy cập vào website icamera.vn hoặc gọi điện trực tiếp tới số hotline bán hàng của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy nhớ like và subscribe ở bên dưới để cập nhật hàng ngày những video clip mới nhất trên kênh YouTube Công Nghệ nhé các bạn.